Ủy ban nhân dân phường Phước Nguyên tổ chức ra quân chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Hơn 150 cán bộ, đoàn viên, hội viên, lực lượng công an, dân phòng trên địa bàn phường đã tham gia quét dọn vệ sinh, thu gom rác tại các tuyến đường chính trên địa bàn phường, đồng thời thực hiện mô hình gắn trụ treo cờ Tổ quốc tại tuyến đường Lê Duẩn và đường Huỳnh Tấn Phát, trồng 60 cây hoàng yến, hoa giấy tại tuyến đường Thái Đăng Lung. Lực lượng chức năng phường Phước Nguyên cũng tiến hành kiểm tra, nhắc nhở người dân không chiếm dụng vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, buôn bán,